Trưa ngày 23 tháng 6, 12 thành viên có độ tuổi từ 11 đến 16 tuổi cùng huấn luyện viên 25 tuổi của mình đi khám phá hang Tham Loan. Điều họ không ngờ tới là sự thay đổi bất ngờ của thời tiết. Trời đổ mưa lớn khiến nước nhanh chóng dâng lên trong hang Tham Loan, khiến họ không thể quay ra và mắc kẹt bên trong. Sau khi nhận được thông báo mất tích, cơ quan chức năng Thái Lan nhanh chóng vào cuộc. Lực lượng tìm kiếm nhanh chóng tìm thấy các vật dụng và dấu vết để lại của 13 người tại cửa hang Tham Loan. Nhưng do điều kiện thời tiết và địa hình bất lợi gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, nên sau nhiều ngày, chính phủ Thái Lan buộc phải yêu cầu sự trợ giúp từ quân đội và các lực lượng cứu hộ quốc tế. Rạng sáng ngày 2 tháng 7, sau nhiều ngày tìm kiếm, niềm vui vỡ òa khi hai thợ lặn người Anh đã tìm thấy 13 thành viên mất tích còn sống và trong tình trạng ổn định. How many of you? 13. Brilliant. Công tác tìm kiếm chuyển sang công tác giải cứu. Do thời tiết tiếp tục mưa và lòng hang Tham Loan ngập sâu trong nước, các phương án giải cứu được nghiên cứu kỹ càng nhằm giảm thiểu rủi ro. Nhưng sự mất mát vẫn xảy đến khi một cựu quân nhân Thái Lan đã hy sinh trong công tác hậu cần tiếp tế. Sự căng thẳng gia tăng khi nhiều thông tin bất lợi ập đến với công tác cứu nạn. Cuối cùng, sáng ngày 8 tháng 7, Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsat Osot Tanakon, người phụ trách chiến dịch giải cứu đội bóng nhí khỏi hang Tham Loan, xác nhận công tác đưa 12 cậu bé và quân nhân ra ngoài bắt đầu lúc 10 giờ ngày 8 tháng 7 năm 2018. 18 thợ lặn tinh nhuệ nhất đã được cử vào hang, trong đó có 13 người nước ngoài và 5 người Thái. Các nhân viên y tế cũng đã tập dượt trong nhiều ngày và sẵn sàng cho mọi tình huống. Tuy nhiên, đến 17 giờ 55 phút, tin vui đã sớm đến dồn dập. Không phải một mà ba rồi bốn cầu thủ nhí đã sớm được đưa ra ngoài an toàn và nhanh chóng tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Giới chức Thái Lan cho biết gia đình của các thành viên sẽ chưa được gặp cho đến khi nào sức khỏe của các cậu bé thực sự ổn định. Được biết, đây là bốn cầu thủ nhí có sức khỏe yếu nhất nên được ưu tiên đưa ra trước. Đến 21 giờ, công tác giải cứu tạm dừng lại. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật tới quý vị trong các bản tin sau.